Hello anh em, mình là Đạm Đá đây. Thì ngày hôm nay mình sẽ chơi Pressure ha. Thì hồi trước mình có một cái clip nhưng mà mình bị fail mất tiêu rồi, quay nó như cướp anh em ơi. Đó, bởi vì anh Insan bị cái chứng gọi là mù tạm thời ha. Nhưng mà bây giờ hết rồi, mình sẽ vô chơi chế độ hai người anh em ơi. Thì mình cũng đã có chơi qua con game này, mình thấy nó rất là giống Dawn, mà nó hầu như là 80% Dawn mà nó có cái những cái cơ chế rất là thú vị ha. Vì ngày hôm nay mình sẽ là hướng dẫn viên cho anh em, ok. Chết cha, hàng này nó cứ đứng đây ta. Đi cuối sân này. Rồi, thì cái game này anh em, mình khuyên anh em nên để cái đồ họa nó lên cao cao, mức tầm 4 hay 5 gì đó là đẹp ha. Thì hôm nay mình sẽ để mức 4 thôi, chứ để 5 nó lắc chết mẹ luôn, đi không được anh em ơi. Ok, vô thôi nào. Đấy, hôm nay thì để coi tốc độ vô nhiều. Trong vòng 3 giây thì tốc độ mới mức trung bình anh em. Nếu mà 1 giây vô tốc độ sẽ nhanh ha. Ok, rồi em thấy không, rất là đẹp ha. À, mới vô thì chúng ta sẽ trong một con một cái bồn tàu. Rồi. Skip. Ok, đó em thấy không? Đây này, bây giờ sẽ chỉnh đồ hạ lên mức 5 cho coi. Đấy, thấy không? Lên mức 5. Đi thôi, sao đây? Hôm nay mình sẽ làm hướng dẫn viên du lịch không chỉ cho Ninsan nha. Mày chết mẹ má mình. Ôi giời, em thấy không? Đồ hạ đẹp không? Đồ hạ siêu đẹp. Ủa, sao tôi cứ nhìn nhầm cái gì giống như cái này nè. Rồi má ơi, game nó đỉnh quá này, mà nó không lát luôn rồi. Vai nồi thì rồi sao đây rồi. Thì mình sẽ tạm thời để vậy nha. Anh em thấy nó lắc thì nó chưa lát xong á. Đó, anh em thông cảm mình nha. Rồi mình đã để mức 5 rồi nha. Rồi ok. Chết mẹ, nó chơi cái kiểu đơ giật này, chết mẹ rồi. Ok thôi. Đây, mấy cái tím này là anh em đừng vô nha. Đó, bởi vì bắt đầu hết lắc nè. Đó, thì bây giờ mình sẽ cho Ninsa vô thử nè. San vô thử không San? Đúng vậy, anh em nghe Ninsa nói thì cũng người ta cũng hiểu cho Ninsa nha, vì không ai muốn vô đâu. Rồi, thì đến màn này á, thì đối kinh nghiệm là một người hướng dẫn viên lâu năm như mình, thì mình nói em á, là anh em cứ đi, cứ nhặt đồ, và khi mà em thấy cái mẹ cái gì nó hiện lên trời, khi mà em thấy nó giật, ủa nó mới giật phải không ta? Có cả xem đây, đi xem đây. Ủa khoan, từ đến mình coi con nào nó đi. Hồn chứ. Rồi. Mình cứ tưởng đâu con nào nó đi ngay đó anh em à. Rồi thì tiếp theo chúng ta cứ đi thẳng thôi. Những cái đường này nó hơi gì. Khoan từ đây đừng coi nhìn lấy số mấy là số 3, ủa số thì số 5 đi. Ủa. Số 5. Số 3 cái số 3 đằng sau đó là cái cửa lúc mà mình đi vừa nãy á mọi. Ok, đây những cửa đỏ là những cửa mà khá là gì ta? Nguy hiểm mà phải đừng. Đây có được cái kỳ hack là gì? Chích mẹ hướng dẫn viên. Nó giống như là cái lock bit. Cái này nó giống như lock bit thôi mà chỉ bằng nếu như mà mình cùng TPP thì dùng này để mở cửa. Đi xem đây. Quá rồi. Để tôi đi. Ok, bây giờ sẽ mò tủ anh em, bây giờ cái màn. Ê, có được cái đèn pin rồi, ngon lành. Ok, let's go. Rồi, cái chìa khóa để đâu mẹ? À đây, phải không? Đây. Trong đâu? Rồi, thì những cái cửa mà xanh dương này là anh em phải gọi là mở, phải dùng chìa khóa. Ui, có phòng bí mật này. Mình khuyên anh em là nên sử dụng. Ok, thì mình khuyên anh em là nên sử dụng tiết kiệm đèn pin ha, bởi vì cái game này thực sự nó rất là hao pin. Đó, anh em thấy không? Mình chờ mình xài đèn pin hồi nó cũng nó, mình nghĩ nó hết rất là nhanh nè. Ok. Từ từ coi chip dấu đâu, coi chip dấu không. Ui ơi. Ơi cái này. Kìa khoan, phải không phải. Giữa mà. Số 8. Rồi cũng chưa có tập thể thì hôm nay mình đi. Sai. Tôi nghe tiếng. Phải không? Cứ nghe thử. Đâu trời, ra sao đây? Đâu có gì đâu, trời. Cái này nhớ nha, cái này anh em cẩn thận nha. Cái này là mình phải chui cống nha anh em. Anh Ninsan chết một lần. Kinh nghiệm từ người đã chết. Rồi ok, tiếp theo tôi số 10 nè. Rồi, ủa rồi. Rồi số 10 nha. Số 10. Rồi tiếp theo số 11. Ủa gì vậy? À đây.
Sao đây, chui cống. Lại không rồi, lại đen nữa. Ok, số 11, ok, số 11 đây anh em. Hả? Sai! Núp sai! Chạy tụ kia, cái quái nha tụ. Chạy, núp đi. Rồi, ok, ngon lành. Cái là ngon, cái là ngon. Rồi, ờ thì cái màn đầu á thì anh em không cần phải lo, bởi vì đến cái màn sau dần nó sẽ có một con mà nó sẽ đi qua đi lại hai lần nha. Thì từ từ cái đó mình sẽ nói sau anh em. Hàng chết thành bên ngoài, chết thành bên tới con có mấy con mà nó đó. Má không thấy gì hết luôn á. Lờ bật đèn pin lên coi không thấy gì luôn á. Bên này nè, có bên nè. Ông nhớ, nếu như mà ông chưa kịp qua cửa, ông nghe là trong cái cửa đấy nó có tiếng thở không? Tôi không biết cái cửa nằm đó luôn á. Trời tôi không biết cửa. Những cửa nào nó có tiếng thở. Thường mà nhá, thường mà có những cái cửa nào nó có tiếng thở là cửa đấy phải không rồi. Mà vấn đề là tôi không thấy gì luôn á, nãy không bật đèn tôi không thấy gì luôn á trời. Bãi nồi mà mình tự nhiên mình đang đi cái đụng cái cửa này mà. Đi bộ qua mời. Ủa không hiểu, tôi đang đi cái đụng cái cửa luôn á. Mấy nồi mất mấy chục máu luôn và cái là đang đi đây. Ê, lên. Quay mặt. Ok, quay mặt, ngon lành. Đi qua, chống mặt quá. Má tắt đèn pin đi, nãy giờ bật đèn pin. Rồi. Lại. Này, nắm tủ lẻ rồi. Nắm tủ lẻ rồi. Rồi, nó tới. Lẹ nắm vô. Rồi, ok. Ok, từ bình tĩnh nha, từ coi nếu mà nó có lên lần 2 không á. Rồi, ông rồi. Không, rồi. Ông rồi, ủa? Ủa, cửa nào? Cửa đâu ta? Rồi. Ủa, không có cửa? Không có cửa? Ủa? Nó phải này đâu? Đâu. Mẹ cái cửa ảo vậy? Mẹ cửa đó, à đèn pin, đây để tôi. Rồi ok. Để tôi lấy pin luôn. Quay đầu. Đi, nó bị đâu rồi. Chết mẹ nó lên rồi. Lẹ ra. Lẹ ra đây. Nó tới. Mấy từ có chuẩn ra lần 2 nha, có chuẩn đi lần 2 nha. Có chuẩn đi lần 2 á. Không. Từ từ má, bật đèn lên cái. Ê, phải cửa này không? Đó, ok, con lành. Ủa này cửa máy. Ê, khoan từ nghe cửa tới lên. Nghe cửa. Có tiếng cỏ. Ủa vậy? Ủa sao nghe bên này nghe tiếng thở đàng hoàng mà? What the cướp kia? Không, tôi nghe rồi. À, xa nơi cái này cái tiếng xong hơi. Trời ơi, ấy ấy được. Rồi đứng đi. 1, 2, 3 lẹ qua. Rồi. Ủa này sao lâu vậy? Ủa sao cái này sao nó hoài vậy? Cái này nó lên hoài luôn á. Đi rồi. Mẹ nó mất còn 12 máu giờ sao? Má
á, giờ còn 12 máu rồi, giờ không biết làm gì luôn. Lục tổ ơi, đi kiếm tại trong cần thường trên mấy cái bàn là mấy cái tổ giờ nó cấm chết. Ui vậy, cái đang đâu vậy? Quá đẹp, không thấy được chưa? Đó, tổ kìa. Đủ nữa nè, anh em mình qua được gọi là kỳ tích luôn phải chứ phải thường nữa. Rồi kỳ tích common rare luôn. Còn 12 máu nghĩ tôi làm được cái gì? Vợ con lo nãy tự nhiên nó bị anh đưa, tự nhiên cái khúc nó đưa. Ui vậy? Mấy lò hết hồn. Con thấy không vậy? Thấy mà. Yeah, thấy bình thường. Ok. Ok đâu. Mấy đồ. Đồ ngoài. Qua đây là những cái phòng nghiên cứu nhìn nó lạ lạ. Ok. Một cái lò. Ơ, cái này sao nhiều tủ vậy? Ủa lục nãy giờ không thấy luôn. Ok. Vậy là tủ kia, ngoài vậy là tủ bên kia, tủ bên kia kia lục. Ủa, what the fuck, tủ nào? Cái này hả? Đúng ngay này chưa lục nè. Ủa tiếng gì á? What the heck má, tiếng game. Đập cả. Má tiếng gì vậy sợ vậy? Tủ này lục hết rồi, bên đây lục hết rồi. Bên kia. Bên đây lục không thấy. Bên kia cái đồng tiền. Bên đây à? Bên kia quay lại xíu. Ủa đây gì đây? Không thấy chìa khóa đâu hết. Ủa cục cũng nào đó. Ra rồi, giờ Ủa, có hướng nào qua không cơ? Phải cho dây xanh chạy vô dây đỏ gì vậy? Rồi, Cái con gì đứng trước mặt tôi nè. Ông có đi, con đấy không chỉ còn. Nhưng mà nhớ nhau lại, ông không phải đâu. Con đấy nó không chỉ còn. Cứ đi đâu. Đi đâu.
Rồi. Nghe mới nghe gì vậy ta? Bây giờ sao xanh? Rồi. Má nó nghe cái tiếng như này, từ từ bật xuống số 2 cái. Game này không phải chính trị cao quá chứ. Game này ông không phải để tiến cấp là coi như thua. Vật lo đấy. Bảo vệ kìa. Má này mấy tên định đi vô kìa. Vật lo. Rồi mấy thằng này tính sao? Con đúng rồi. Tôi nhớ cái con này là cái con